自古上单一条路，狭路相逢，当然要打，拼全力，打出虎虎生风，拼心力，更要不落下。疾风耳边过，唯我留声。河道野区，四分峡谷，兵者相对，好似林中博弈。蛰伏是隐士，观局是谋士，出招是勇士。棋逢对手，当以谋略决定谁棋高一招。声势即战势，战鼓未响，但已硝烟弥漫。敢忍耐，敢出击，敢于赌上一切。因为你是一粒星，就该点燃一团火。老将小将，只拼实力，一鸣惊人。军心涣散之时，总有人不动如山，坐断战局。登峰涅槃，在前行。群雄矗立，步伐不止，山后就是无限荣光。 LPL 扛旗来人，vâng, xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với LPL Việt Nam Official và đến với ngày thi đấu thứ hai của tuần thi đấu thứ hai bên phía LPL mùa hè 2021 với những cặp trận đấu vô cùng hấp dẫn. Chúng ta đến với cặp đấu đầu tiên ngày hôm nay của đầu giữa Rock Warrior và Ultra Prime. Khi mà Rock Warrior trải qua một trận đấu với lại FunBlood Phoenix thì cảm giác rằng họ chưa có cơ hội để thể hiện nhiều quá. Trong khi đó thì sau hai trận, Ultra Prime vẫn chưa có được bất kỳ một chiến thắng nào cả. Điểm nhanh về kết quả ngày hôm qua thì OMG có một thắng lợi cực kỳ bất ngờ trước IG khi mà IG đã đánh mất rất nhiều những lợi thế. Trong khi đó thì EDG cũng không quá khó khăn để chiến thắng trước Rare khi một màn trình diễn cực kỳ ấn tượng với tất cả thành viên của EDG. Mà có thể là người ta có thể kết luận được rằng đây chính là EDG ở giai đoạn vòng bảng khi mà họ đánh rất thăng hoa. Cả fan Ray hay là những cái thành viên khác trong đội tuyển EDG đều đánh với một phong độ cực kỳ cao, đặc biệt là bộ đôi đường dưới khi mà Viper mang ra quân bài Cookmore thực sự là rất hiệu quả. Và đây là bảng xếp hạng sau một tuần thi đấu và một ngày thì EDG đang tạm thời dẫn đầu bảng với 3 chiến thắng liên tiếp. Game difference là cộng 5, nghĩa là EDG mới chỉ để thua có một ván mà thôi, với tỷ số là 6-1. Trong khi đó bên phía dưới kia thì Jin Dong, nếu mà họ thắng trong trận đấu tiếp theo là 2-0 thì họ mới có thể vươn lên dẫn trước so với EDG được. Còn đâu đó thì chúng ta nhìn thấy hai đội tuyển ngày hôm nay thì đấu, đây là Rogue Warrior và Ultra Prime, thì đều không có được cho mình là chiến thắng. Một đội là thua một trận, một đội là thua hai trận liền. Và trận đấu này sẽ là một trận đấu giúp cho ít nhất là một trong hai đội này có được một chiến thắng đầu tiên. Với Ultra Prime thì tôi nghĩ rằng cơ hội của họ là chiến thắng cao hơn khi cái màn trình diễn của họ mặc dù là hai trận thua nhưng cũng có những điểm sáng. Trong khi đó thì Rogue Warrior đối đầu với lại FunBlood Phoenix thì cảm giác rằng nhân sự của họ được bổ sung nhưng có vẻ như sẽ cần cái thời gian để cho thích nghi đến từ phía của Rogue Warrior. Và ngày hôm nay chúng ta vẫn còn một trận của đầu giữa Jin Dong Gaming và LNG. Hai đội vẫn đang giữ cho mình đó là hai trận thắng thì sẽ có một đội phải thất bại trận đầu tiên từ mùa giải này. JDG đứng ở vị trí hạng 3, là hạng 2, trong khi đó LNG đứng ở vị trí hạng 3. Thì đó là một cái màn trình diễn cực kỳ ấn tượng đến từ bên phía của LNG và thêm cả đó là JDG nữa. Còn đây là chúng ta được
chứng kiến đó là tân binh của tuần thi đấu thứ nhất, nhưng mà vấn đề là ngày hôm qua thì đội của anh ta thất bại cực kỳ đáng tiếc. Nani với một màn trình diễn ở tuần 1 rất là ấn tượng, anh ta có được tham gia hạng gục ra 77%. Cái thời gian đóng góp sát thương của anh ta cũng nhiều, nhưng cái điểm nổi bật của anh ta chính là cái phần trăm sát thương nhận vào của anh ta, đó là 30% tổng sát thương nhận vào từ cả đội, thì nó đóng đúng vai trò của một cái người đường trên chống chịu khá là hiệu quả. Mặc dù vậy thì kể cả trong trận thua vừa rồi của Invictus Gaming trước OMG thì cũng là một màn trình diễn không đến nỗi nào. Trong khi đó thì những người thi đấu thành công nhất tuần 1 đấy chính là 4 thành viên của Jin Dong và Nuguri của FunPass Phoenix. Đây thực sự là một đánh giá nó tương đối cao một chút, nhưng với những cái chỉ số, với những gì mà họ đã trình diễn được trong tuần thi đấu đầu tiên thì thực sự đây là một cái đội hình nó tương đối là đúng cho đến thời điểm hiện tại, và ít nhất là cho đến khi mà Jin Dong hoàn thành xong cái trận đấu ngày hôm nay. Còn cái đội hình thi đấu của tuần thì tôi nghĩ rằng cái điểm mấu chốt của tuần vừa rồi đó chính là Jin Dong Gaming, họ phải đối đầu với là Top Esports và họ có một thắng lợi 2-0 rất là thuyết phục. Trong khi đó ở những đội còn lại, ví dụ như bạn thấy rằng IG họ có một thắng lợi trước Suning nhưng sau đó họ thất bại ngay lập tức trước EDG. Còn đối thủ của EDG á, thì cảm giác không phải là đối thủ quá cứng cựa để giúp cho họ đánh giá trong cái dàn nhân sự có mặt ở tuần thứ nhất này. Nhưng với FunPlus Phoenix, đặc biệt Nuguri, thì anh ta tiếp tục trình diễn một mạch diễn rất ấn tượng khu vườn trên, giúp cho anh ta lọt vào danh sách cộng với lại 4 người của InfinityDG, thì nó chứng minh rằng anh ta cũng được bầu chọn là vận động viên xuất sắc nhất tuần 1 trong một cái màn trình diễn rất ấn tượng với những vị tướng mà anh ta chọn khu vườn trên. Đúng là như vậy. Trong đến ngày thi đấu hôm nay thì có lẽ chúng ta cần nói thêm về Rogue Warrior và Ultra Pride. Thì lúc đấy các bạn có thể nhìn thấy là Best Rookie, nghĩa là những cái người thi đấu mới của tuần 1 ấy, thì có cái sự xuất hiện của đường giữa bên phía Ultra Pride, đấy là Xiao Cao Bao. Anh ta đang có một phong độ thực sự là tương đối tốt, và sự trở lại của SMLG cũng đem lại cho Ultra Pride một cái đường dưới vô cùng khó chịu. Trong những trận thua của họ, đường dưới luôn luôn là tâm điểm khi mà SLLG có những tình huống đi lane cũng như là combat tương đối tốt. Chỉ có một vài trường hợp là anh ta đứng hơi lỗi vị trí một chút, có vẻ như là vẫn chưa quen với cái tốc độ giao tranh cao đến từ bên phía của LPL. Có những cái cũ và có những cái mới, nhưng mà phải nói rằng cái cặp đôi Hacker và SLLZ họ có được cái sự kết hợp chung với nhau từ khá là lâu rồi. Khi mà ở còn trong đội hình của OMG thì hai nhân sự này chính là hai nhân sự gánh đội chính trong đội hình của OMG ngày trước, cùng với là Icon. Icon thì hiện đang có mặt ở phía nửa trên bảng xếp hạng trong đội hình của LNG. Trong khi đó thì Hacker và SLZ cảm giác rằng họ sẽ cần một cái khoảng thời gian, tại vì ở cái meta hiện tại tôi nghĩ là rừng cũng có đóng góp, xạ thủ cũng có đóng góp, nhưng vấn đề là ở khoảng thời gian ban đầu thì những đường đơn của bạn sẽ mang lại cái hiệu quả, cái tính đột biến cao hơn so với lại việc rừng và thêm cả đó là xạ thủ. Tại vì thường là xạ thủ bạn cần tới khoảng 2 trang bị, rừng thì bạn đóng góp được, nhưng vấn đề là đường đơn của bạn phải mang lại cái tác dụng kìa. Đây, chúng ta được xem là một đội hình mà Hacker mang lại cái giá trị dành cho bên phía của đường đơn của anh ta. Nhưng cái vị trí chọn đến từ bên phía của Xiao Cao Bao trong những pha tranh mà LG đối đầu với là Ultra Prime á, thì cái cảm giác rằng Ultra Prime họ không có được cái cự ly đội hình một cách thích hợp. Bạn hãy nhìn, họ bỏ mặt hoàn toàn xạ thủ phía sau lưng, đó là một con Varus, để rồi khi mà đối phương băng vào thì mọi thứ dường trở nên rất là khó khăn trong cái việc chống đỡ. Đấy là một pha tranh kiểu mẫu kiểu như thế. Những tình huống băng vào đến từ phía của LGD luôn luôn tìm ra được những kẻ hở đến từ Ultra Prime. Và sau một trận đấu thất bại thật ra khá đáng tiếc đến từ Ultra Prime, tại vì cũng có những thời điểm mà họ dẫn trước đối phương khá là nhiều trong cả hai ván đấu mặc dù là họ thua. Cho nên tôi nghĩ đây sẽ là một cơ hội để họ tiếp tục có được cái lợi thế trước Rogue Warrior, khi mà những cái nhân sự của họ tôi cho là tốt hơn tương đối so với lại phía Rogue Warrior. Chính xác là như vậy, và đây có thể là cơ hội để họ giành được chiến thắng đầu tay của ngày thi đấu hôm nay. Dù sao thì Rogue Warrior với việc mà họ không nâng cấp quá nhiều về mặt đội hình ấy, thì chúng ta cảm giác là Rogue Warrior đang bị hụt hơi so với các đội tuyển khác trong cái cuộc chạy đua để vươn lên ở những bảng xếp hạng này. Bây là các tướng được chọn nhiều nhất ở 4 khu vực lớn: LPL, LCK, LEC và LCS. Thì có thể thấy được chúng ta có thể sự xuất hiện của những cái vị tướng đường trên là cực kỳ nhiều. Các bạn có thể nhìn thấy 4 vị tướng có thể đem lên khu vực đường trên. Thậm chí là Seth với cả Na cũng là những vị tướng đường trên này. Cá sấu, Nocturne, Gwen và Lee Sin xuất hiện đầu bảng. Kama bị cấm rất nhiều và chỉ mới xuất hiện có
một lần ở khu vực đường trên mà thôi. Lucian xuất hiện đến 3 lần và bị cấm. Seth là 19 lần xuất hiện đường trên và 24 lần dành cho Na. Như vậy là Wen thì sẽ được pick nhiều nhất ở khu vực đường trên, sau đó đến lượt Na và Lee Sin. Thế đây cũng là những cái sự lựa chọn có thể gọi là cấm hàng đầu, nhưng mà bạn thấy rằng con Lucian này bị cấm tới 56 lần, có thể xuất hiện khu vực đường trên và cũng có thể xuất hiện khu vực đường giữa. Nhưng mà cái điều mà tôi cho rằng nổi bật nhất trong tổng số 8 vị tướng này, đó là sự nổi dậy của những đấu sĩ ở khu vực đường. Bạn có thể thấy rằng Rattan là sự lựa chọn từ giai đoạn mùa trước đến mùa này, nó vẫn là ưu tiên hàng đầu cho tất cả mọi giải đấu. Sau đó bạn thấy sự xuất hiện nổi lên đến từ con Lee Sin sau khi được tăng nhẹ sức mạnh bằng cách là bạn nâng cho mình, đó là cái thời gian hồi chiêu đến từ cái di chứng và địa chứng. Rồi Nocturne trở lại khu vực đường, không phải đi rừng. Bạn vẫn có thể đa dạng hóa chiến thuật bằng cách là đem vào rừng cũng được, nhưng mà vẫn ưu tiên là ở khu vực đường khá là nhiều. Rồi sau đó bạn có thêm cả đó là con Seth. Nghĩa là trong tổng số 8 vị tướng có 5 vị tướng đấu sĩ, và bạn thay đổi các vị trí vị tướng này được một cách khá là hiệu quả. Rattan khu vực đường trên và đường giữa, Lee Sin khu vực rừng vẫn có thể xuất hiện được, nhưng mà đường trên và đường giữa đều có thể mang ra. Rồi Seth bạn có thể mang ra đó đầu với là các pháp sư khu vực đường giữa một cách cực kỳ hiệu quả. Thì nó mang lại được cái sự đa dạng trong những pha vào tranh, khiến cho bạn có thể xoay quanh cái đội hình này nhiều đội hình để bạn sử dụng hơn. Tuy nhiên cho đến cái phiên bản hiện tại thì với việc là sắp giảm sức mạnh cho cái chùy phản kích đi rồi, thì tôi nghĩ là các đấu sĩ nó dần dần nó sẽ bị hụt hơi hơn một chút. Và chúng ta có thể hy vọng đến những cái kèo như là pháp sư ở khu vực đường trên, khi mà ở thời điểm hiện tại hay là Akali với ở Gwen vẫn rất được tin dùng, và Kennen thì có Nuguri sử dụng rất là hiệu quả trong những trận đấu này, thì có thể là meta sẽ dần dần chuyển dịch sang hướng là giảm bớt đấu sĩ lại. Bởi vì thường chúng ta thấy bây giờ cái đội hình meta chuẩn bao giờ cũng là một xạ thủ, một hỗ trợ và ba đấu sĩ. Thậm chí là nếu mà hỗ trợ theo thiên hướng là khởi động combat thì chúng ta có thể coi tạm là bốn đấu sĩ trong một đội hình. Như vậy chiến thuật nó cũng hơi bị đơn điệu quá. Tôi đang nghĩ đến việc nghĩa là bạn có thể thay đổi nhỏ về mặt trang bị. Ví dụ như Dương chia sẻ vừa rồi, chúng ta có những cái thông tin đến từ việc là chùy phản kích sẽ không có khả năng lướt lên nữa, nhưng nó sẽ khả năng làm chậm. Thì nó có thể thay đổi đến từ một số vị tướng có thể phù hợp với các chất tướng, với chất trang bị như thế. Ví dụ như bạn thấy rằng ở khu vực đường dưới, cái điều thay đổi quan trọng cũng tương đối thú vị đến từ việc là những cái chỉnh sửa mặt trang bị. Một con Ezreal khi bạn thấy ngày trước với những cái kiểu trang bị thần thoại thế này không được ưu tiên quá nhiều, nhưng chỉ cần chỉnh sửa đến từ cái búa rìu sát thần mà thôi, và thay đổi từ cái giáp cai ngục, việc mà điều chỉnh cái lượng sát thương nhận vào, nó khiến cho một con Ezreal có độ cơ động, có khả năng gia tăng được cái mặt chống chịu và cái tính đột biến trong những pha tranh nó gia tăng lên khá là nhiều. Rồi nếu như mà thay đổi mặt trang bị thì tôi nghĩ rằng có những vị tướng thật ra không cần dùng chùy phản kích cũng được. Ví dụ như con Seth ở khu vực đường giữa, ta thấy một giai đoạn khi mà vị tướng này được xem là khá ổn khu vực đường giữa, thì chùy phản kích cũng không phải là trang bị ưu tiên, có thể cho mình nó trang bị hẳn thuần về chống chịu cũng được. Hoặc là cái chùy hấp huyết cũng là trang bị tôi nghĩ là khá là phù hợp với con Seth. Chính xác là như vậy. Nhưng mà còn một vài vị tướng nữa mà chúng ta có thể được chứng kiến trong trận đấu ngày hôm nay. Biết đâu đấy khi mà cả hai đội đều cấm khá là nhiều đường trên thì sao? Mặc dù vậy, ở trong cả cái hai đội hình của cả hai bên ấy thì tâm điểm đều không phải là ở khu vực đường trên. Mặc dù GS đang có màn trình diễn rất xuất sắc ở trong tuần thi đấu đầu tiên, nhưng vẫn chưa đủ để mang lại một chiến thắng cho anh ta. Và ngày hôm nay thì hình như không phải là sự ra quân đến từ bên phía của Xiao Cao Bao thì phải, mà hình như là đấy là sự xuất hiện của Ơ Ma đúng không? Đúng rồi. Chúng ta thấy Ơ Ma khu vực đường giữa trong đội hình của Ultra Prime. Như vậy là họ thay người chơi khu vực đường giữa sau hai trận đấu không thành công. Tôi nghĩ cũng được mà thôi. Ơ Ma cũng là người chơi mùa trước mà tôi đánh giá kỹ năng xử lý của anh ta ổn. Nhưng có một điều là tâm lý thi đấu của anh ta thì theo dạng là anh ta là một người trẻ, cho nên là ở những thời điểm quan trọng á, anh ta sẽ dễ mắc những cái sai lầm mà không đáng có. Ví dụ như một vài thời điểm bạn chọn vị trí trong cái việc là bạn nên an toàn hay bạn nên dâng cao lên, thì có những tình huống xử lý hơi quá tự tin của anh ta khiến cho anh ta mắc lỗi. Còn đây là đội hình ra quân đến từ bên phía của Rogue Warrior, thì họ có được sự thay đổi từ khu vực rừng trong giai đoạn mùa giữa mùa giải, khi mà Ice Scott sẽ vào đánh chính cho việc là Harrow. Thì khi mà Harrow đã không còn trong đội hình nữa rồi, anh ta sẽ tạm thời phải xuống vị trí dự bị.
Ở khu vườn trên thì họ có một cái tên mới đến từ khu vực BCS, đó là A917. Và trong khi đó cặp đôi đường dưới thì vẫn rất là quen thuộc mà thôi, vẫn là Uzi, Trang Uzi kết hợp với lại Kai Xuân. Và bây giờ không biết là sự kết hợp đấy của họ liệu có thể đối đầu với một đội hình mà không, với một bộ đôi đang rất là nhiều kinh nghiệm ở bên phía bên kia đến từ Ultra Pride không. Dù sao thì SLG cũng là một trong những xạ thủ lâu đời ở khu vực Trung Quốc này, và CLC cũng được đánh giá rất là cao ở cái khu vực hỗ trợ, đã từng đem ISA thăng hoa ở trong một giai đoạn như là mùa xuân năm 2019 à? 20 mùa xuân 2020. Hơi đáng tiếc là ISA không giữ được cái sự thăng hoa đấy ở giai đoạn playoff cũng như là giai đoạn mùa hè 2020. Bây giờ thì chúng ta cũng chuẩn bị đến với những màn cầm chọn. Tôi nghĩ là những con tướng như là Karma, Seth hay là Wen thì có thể sẽ bị cấm khá là nhiều. Còn ở thời điểm hiện tại, Viego là một vị tướng theo tôi đánh giá là mạnh, nhưng mà không phải là lúc nào cũng sẽ chọn là sẽ thắng, bởi vì đó là một vị tướng khá là cần đồng đội lao vào trước làm tiền đề cho anh ta có thể sử dụng các bộ kỹ năng của mình. Vì vậy cái ưu tiên cấm chọn của Viego đang hơi dè dặt đến từ các đội tuyển. Nghĩa là Viego, bạn sẽ cần cái đội hình đánh xoay quanh Viego khá là nhiều. Nghĩa là bạn cần những vị tướng có thể kết hợp cùng với là Viego, chứ không phải Viego là một vị tướng bạn được chọn và bắt buộc cho Viego phải tự chơi. Ultra Prime thì họ cắm đi đó là Viego cộng với lại cả Karma. Trong khi đó thì Rock Warrior họ cắm đi Thresh cộng với là Varus. Hình như đội hình của Rock Warrior nhìn mặt nó chính là Chiu Chiu chứ không phải là Kai Xuân. Nghĩa là hình như cặp đôi khu vườn dưới của họ ngày hôm nay sẽ là Trang Uji kết hợp với là Chiu Chiu. Còn Rock Warrior thì họ cắm đi hai xạ thủ, họ cắm đi một hỗ trợ Thresh, Varus, thêm cái đó là Senna cuối cùng. Bên phía bên kia thì lại cắm đi Lucian. Vâng, như vậy là Chiu Chiu với cả Trang Uji. Thì hay là chúng ta đọc là Trương Vô Kỵ cho nó giống tiếng Việt một tí nhỉ? Tôi nghĩ là đúng rồi, chính xác. Ziuji chính là Trương Vô Kỵ. Và cũng có một cái thông tin khá là thú vị, đấy là tên của SLG ấy, thì thực ra cũng là một cái tên dùng để nói về Tư Mã Ý. À, cũng là cái nhân vật ưa thích của anh chàng này. Tóm lại là cũng có những cái sự thú vị đến từ hai người chơi xạ thủ của hai bên. Nhưng mà đến lượt bên phía Ultra Pride, họ first pick thì họ first pick Nocturne và để cho bên phía của Rogue Warrior có được cho mình một bộ đôi. Có thể sẽ là Ezreal và Rumble chắc, nhưng mà chúng ta vẫn đang thấy là Rumble còn và Odia vẫn còn. Đây là hai vị tướng đi rừng có khả năng dọn rừng rất là tốt. Và Rogue Warrior thì khi mà họ nhận thấy rằng cả hai vị tướng đi rừng đều còn, họ muốn chọn một đường đơn rất là mạnh. Đấy là một ván đấu nhìn chung khá thú vị khi bạn thấy rằng có những con tướng mạnh thường xuyên bị cấm và được đưa vào cái list hồi nãy, cái danh sách trong những số những vị tướng mà xuất hiện trong tất cả mọi lượt cấm và chọn, và cấm ưu tiên hơn đến từ bên phía của LPL vừa rồi. Thì con Raten là con đứng hàng đầu như thế, và Ultra Prime họ không cấm, họ cũng không chọn đầu tiên. Ngay lập tức thì Rogue Warrior đang có được đó là Ezreal kết hợp với Raten. Bởi vì tôi đang nghĩ là cái lối đánh của cả hai đội tuyển này đều không quá tập trung vào khu vực đường trên sẽ là tạo tiền đề cho xạ thủ được bắn thôi. Khi mà chúng ta sẽ thấy được là SLG sẽ được pick những vị tướng có khả năng gánh team, ví dụ như là Kai'Sa chẳng hạn, Seth, Nocturne và Kai'Sa, những vị tướng mà phù hợp với rất nhiều đội hình, với rất nhiều các phong cách chơi khác nhau. Bây giờ thì Rogue Warrior sẽ phải chọn rừng. Vấn đề là họ chọn rừng gì đây? Có Rumble và Odia như ở nói, có hai vị tướng rừng vừa rồi còn mạnh mà hiện ra, thì họ ưu tiên chọn cho mình đó ở Odia. Và nhìn chung là cái lượng hiệu ứng khống chế của họ mang lại cũng khá là ổn nha, và có được cái khả năng chống chịu ở dàn tuyến đầu. Với Raten và thêm cả đó là Odia thì bạn có khả năng tấn công những mục tiêu băng vào cũng rất là hiệu quả. Và đội hình của họ hiện tại tôi nghĩ rằng bổ sung thêm một sát thương phép và thêm cả là một hỗ trợ có khả năng mở đầu tranh là gần như hoàn thiện đội hình dành cho phía Rogue Warrior rồi. Bạn có đường đơn mạnh, bạn có rừng có khả năng dọn rừng tốt, có khả năng ăn mục tiêu tốt. Và nếu như ở đội 2 như thế này, bạn có thể chọn cho mình một vị tướng đường giữa mà bạn có thể chọn kèo trên so với đối phương. Và công việc ở đường giữa đến từ Rogue Warrior chỉ việc đẩy lính mà thôi. Tại vì bạn nếu thắng đường dưới, thắng đường giữa, thì cái vòng rừng từ trên xuống dưới nó bắt đầu cái vòng rừng thứ hai á, nó giúp cho bên phía của Odia rất là dễ dàng ăn theo mình con đầu tiên của bạn đâu. Chính xác là như vậy. Trong khi đó thì bên phía Ultra Pride họ sẽ nguy hiểm hơn một chút, bởi vì bây giờ họ sẽ phải chọn rừng là sát thương phép. Nhưng mà Rogue Warrior gần như là không có ý định là cấm Rumble.
Nếu mà Ultra Prime muốn đẩy Nocturne và Seth đi đường đơn ấy, thì rừng của họ bắt buộc phải là một sát thương phép mạnh và Rumble gần như là sự lựa chọn còn lại. Cuối cùng, Nidalee cũng là một sự lựa chọn, nhưng mà tôi nghĩ là Rumble nó sẽ thiên về sát thương phép để giao tranh hơn. Ultra Prime cấm đi hai tướng đường giữa là Akali và LeBlanc, rất phù hợp rồi. Vậy Rogue Rider sẽ là đội chọn hỗ trợ trước, bởi vì tôi nghĩ là họ muốn để dành lượt cuối cho Fox, và y như rằng Leona sẽ là suy nghĩ của bên phía Rogue Rider. Cũng khá là dễ hiểu mà thôi, nhớ nói là họ cần bổ sung một hỗ trợ khả năng mới đấu tranh để có thể thay thế cho Odin hoặc Raiden băng vào trước. Leona băng vào trước sẽ dễ dàng hơn khá là nhiều. Bây giờ thì đến lượt Ultra Prime, bên phía bên kia đang có khá nhiều khả năng mở, họ lại có khả năng chống phản công cũng tương đối là hiệu quả. Lộn xin lỗi bạn, là chống tấn công chứ. Ví dụ như đối phương băng vào thì họ có Seth có thể ôm ngược ra, họ có khả năng tấn công tầm xa. Kai'Sa khả năng băng vào cùng với là con Seth khi mà kết hợp thêm với chú cú Nocturne. Và lần này kết hợp thêm đó là Rumble và Galio. Thì đây là cái tính chất đội hình ngược lại hoàn toàn so với là Rock Warrior. Nếu như bên phía của Rock Warrior có cái dàn trắng từ phía ngoài, những đội hình của Ultra Prime hoàn toàn có thể bỏ qua cái dàn trắng đó. Tại vì nếu như băng vào phía trong của tình nó tên, bạn có sự hỗ trợ từ siêu hụt giáng thế. Và khi đó thì có được cái mưa tên lửa từ tầm tương đối là xa. Và với việc bạn có được sự hỗ trợ như thế thì Kai'Sa hoàn toàn có cơ sở để băng vào. Nhưng họ không chọn cho mình Galio, họ chọn cho mình Rell ở khu vườn dưới. Cũng được mà thôi, Rell thì kết hợp cũng khá là hiệu quả với con Seth. Nhưng mà Seth băng vào thì Rell có khả năng kết hợp cùng với là Seth cách cực kỳ hiệu quả. Và như vậy Rogue Warrior sẽ phải đưa ra một vị tướng pháp sư khu vực đường giữa, Orianna hay là Rai. Rai thì có khả năng khống chế và lượng sát thương về cuối trận là hợp lý. Wen á, wow, như vậy rất có thể là Redstone đường giữa và Wen ở khu vực đường trên đi đối đầu với Nocturne. Wen là một vị tướng mà giai đoạn về cuối trận bạn có vô cùng nhiều sát thương và khả năng khép góc trong giao tranh là cực kỳ tốt với cái xương lam bất bại của mình. Hiện tại thì đội hình Rogue Warrior khi đấy họ hoàn toàn có thể chọn cho mình một pháp sư khu vực đường giữa. Tại vì nếu như bạn chọn pháp sư khu vực đường giữa thì khoảng đoạn giữa ván đấu bạn cũng có thể đẩy tương đối là nhanh. Mà nếu như đi đường cách an toàn thì bạn đẩy nhanh thì nhớ nói đường dưới bạn khả năng đẩy, đường giữa bạn đẩy nhanh giúp cho các vòng rừng đến từ Icecock sẽ dễ dàng ăn cho mình câu đầu tiên của ván đấu hơn. Nhưng có vẻ như cái định của họ là họ sợ rằng họ sẽ bị bắt lẻ khá là nhiều, đặc biệt chính là Fox. Anh ta nếu như chơi một pháp sư á, bạn không có tốc biến, bạn rất dễ bị tiếp cận đến từ con nó tên kết hợp với rừng bên phía bên kia Rumble, chỉ cần một cái mưa tên lửa kết hợp với một lần hoang tưởng. Thì những vị tướng không có tốc biến ở pháp sư khu vực giữa khi mà chưa có trang bị về giáp, bạn sẽ rất dễ dàng bị hạ gục. Cho nên họ muốn chơi một cái đấu sĩ khu vực đường giữa để phần ngoài đó tránh việc bị đối phương tấn công. Cái độ cơ động mang lại đến từ con rễ tên giúp cho bạn có thể đào thoát như tình huống băng vào của đối phương. Thì có vẻ như mong muốn đến từ bên phía của Rogue Warrior là như thế. Nhưng đội hình như thế này thì triển khai dành cho con Odia không phải là quá dễ nha. Tại vì khu vực đường giữa nó tên vẫn có khả năng đẩy đối mặt với là rễ tên. Và nếu như xử lý chính xác thì con nó tên tôi nghĩ rằng chỉ có thể mất một lượng máu nhỏ nhỏ mà thôi, chứ đến cái việc bị rễ tên đè gần như là không thể. Chính xác là như vậy, và sẽ tương đối rất khó để cho Udia của bên phía Rogue Warrior có thể tạo ra những tình huống ganh sớm. Có lẽ anh ta chỉ nên hướng đến những tình huống phản ganh để cố gắng bắt bài được Hacker mà thôi. Hacker lên cho mình là thu thập khắc ám, như vậy là đồng nghĩa với việc anh ta sẽ ganh tương đối là nhiều ở giai đoạn giữa trận để có thể gia tăng cái lượng sức mạnh về cuối trận cho cái vị tướng này. Trong khi đó bên phía bên kia bây giờ sẽ là trận đấu bắt đầu giữa bên phía của Rogue Warrior với cả Ultra Prime. Hai đội tuyển được đánh giá là ở nửa dưới của bảng xếp hạng LPL mùa hè 2021 này. Vậy đội tuyển nào sẽ là đội tuyển bắt đầu vươn lên trước với những điểm số đầu tiên này? Phải nói là tôi rất thích một ván đấu kiểu như thế này, và đặc biệt là tại LPL nữa, khi bạn thấy là đội hình với 10 vị tướng của cả hai bên. Nhưng chỉ có hai vị tướng xa mà thôi, đó là hai xạ thủ của cả hai bên. Còn lại đều tất cả những vị tướng cận chiến. Đặc biệt là với LPL thì cái số lượng tướng cận chiến nhiều như thế này, nó chỉ đồng nghĩa việc là số lượng giao tranh của bạn sẽ càng gia tăng mà thôi. Thì cái cơ hội để bạn xuất hiện những pha giao tranh và liên tục tấn công vào những cái thời điểm khi mà cả hai bên có phép hỗ trợ hoặc là chạm mặt nhau chẳng hạn, thì nó sẽ có tốc độ và diễn biến ván đấu nó hấp dẫn hơn khá là nhiều. Và cả hai đội hình đều là những cái đội hình lao vào để giao tranh với nhau, chứ không phải là các đội hình thiên về khả năng vừa đánh vừa lùi.
Chúng ta có thể nhìn thấy đội hình của Rogue Warrior cũng phải lao lên, đội hình của bên phía Ultra Prime thậm chí còn lao lên xa hơn. Và các bạn đang nhìn thấy được ở khu vực đường trên, GS đánh một con set không có tốc biến. Wow, đây là một lựa chọn khá là thú vị, nhưng nó cũng sẽ góp phần hạn chế anh ta ở giai đoạn cuối trận, khi những cú tình huống tốc biến hủy diệt đấu trường sẽ là không có dành cho GS. Trong khi đó thì A917 ta chọn cho mình đó là lá chắn, tại vì một số người chơi khu vườn trên, đặc biệt là với con quen thông thường mà chọn cho mình đó là thiêu đốt, để bạn được gia tăng cái lượng sát thương với những tình huống đánh nhau trực diện với đường trên của đối phương. Nhưng khi đối đầu với một con set như thế này thì người ta chọn cho mình đó là lá chắn, tại vì anh ta cũng sẽ không biết đối phương có chọn tốc biến hay không. Cho nên là trong cái tình huống mang tính chất gọi là kèo thủ như thế này đến từ A917 thì có vẻ như anh ta cũng đã gặp kèo này trong đánh xếp hạng hoặc là trong tập luyện rồi. Thậm chí là ZS anh ta cũng đã có được sự chuẩn bị rất là kỹ càng rồi. Tại vì nếu như chọn thiêu đốt á, đánh nhau trực diện như thế này thì rõ ràng là cái vòng tròn xương lam nó không có ảnh hưởng đến con set. Set bước vào trong cái vòng tròn đó, anh ta gây sát thương, anh ta không ngại. Và khi mà bạn dùng cái cuồng thú quyền á, bạn đứng kế bên đối phương, cái vòng tròn xương lam không có tác dụng, cho nên là cái chiêu thức đó nó bỗng nhiên nó mất giá trị với một con set như thế. Thì cái thiêu đốt hoàn toàn có khả năng giúp cho set khả năng tấn công tốt hơn. Và bây giờ khu vườn trên băng trụ không tốc biến, băng trụ không có tốc biến nhưng mà có tốc biến đến hacker, như vậy là GS đang chịu sát thương trước. Bật xương lam bất bại hơi sớm thì phải, GS sử dụng cuồng thú quyền để câu thêm sát thương, và đó là một pha băng trụ quá đơn giản đem về first blood dành cho bên phía của Ultra Prime. Xương lam bất bại tình huống vừa rồi, nó không đỡ được cái sát thương từ cuồng thú quyền như nói trước đó. Và khi mà sát thương mọi thứ đều chuẩn xác đến từ ZS tình huống vừa rồi, kết hợp thêm với thiêu đốt, và anh ta như nói, anh ta bước ra khỏi tầm trụ, chiều một phán của trụ, và khi đó anh ta dùng cho mình cuồng thú quyền vẫn dính vào người của đối phương. Sau đó anh ta bước ra khỏi trụ và không bị hạ gục. Một thắng lợi khá là lớn khu vườn trên dành cho Ultra Prime đến từ việc là chọn tướng và chọn phép bổ trợ. Thậm chí là các bạn có thể nhìn thấy là GS, à hacker, anh ta cắm trại ở khu vực đường trên này luôn. Mặc dù con Rumble này đã phải nhường hai con cua cho bên phía của Rogue Warrior rồi, nhưng mà có lẽ anh ta muốn lấy lại điều đó bằng việc là ăn cho mình hai điểm hạ gục. Nhưng mà GS không dùng dịch chuyển lên đây mà anh ta đi bộ, có vẻ tốc độ là hơi chậm. Và 8917 vẫn đang đứng ở góc khá cao, nhưng đang có nhiều lính nha, anh ta tấn công vào GS trước. Nhưng ở đây lại một tình huống nữa, mắc bẫy rồi, bị kéo ngược trở lại. Và đó là điểm hạ gục dành cho hacker. Pha đầu tư này tôi nghĩ là đáng. Tôi nghĩ là mọi thứ đổ dồn hết vào ZS là hợp lý, tại vì anh ta cũng có khả năng gánh đỡ. Khi con set khỏe thì bạn thấy rằng bên phía bên kia 4 vị tướng cận chiến, và con set rất thích những đội hình mà có nhiều tướng cận chiến như vậy. Bạn có thể dễ dàng dùng cho mình đó là cuồng thú quyền, và có thể dễ dàng cho mình đó là cái song thú trưởng, một cách trúng được 2-3 người của đối phương. Có thể không có tốc biến để mang được cái lệ độ hiệu quả, nhưng nếu như một con set mà bạn thấy cái lượng trang bị nó có rất là sớm như thế thì rất khó lòng cho anh phía của Ultra Bra, xin lỗi bạn, là bên phía Rock Warrior chống trả nhưng phải đã khu vực đường dưới đứng đợi từ Icecock. Bây giờ là một tình huống SMLG đang phải bỏ chạy, nhưng mà Icecock đã chặn đầu rồi, dịch chuyển xuống đây, không biết là của Erma hay là của GS. Set đang có một dịch chuyển, đó là GS trước. GS đang được tấn công, anh ta đang bị chịu rất nhiều sát thương, chưa kịp tung cuồng thú quyền, hacker đến thì đã quá chậm, hacker thậm chí là còn bị làm choáng lại ở đây, đang tấn công vào người của hacker. Và cú dịch chuyển này đến từ Fox là lợi thế hơn rất nhiều các thành viên bên phía của Rogue Warrior. Họ gỡ lại gần hết và họ để cho X917 có thể đẩy được thoải mái ở khu vực đường trên. Pha dịch chuyển vừa rồi đến từ một con set thì cái điều quan trọng là chiêu thức của set hồi rất là lâu. Ta được xem tình huống khu vực đường dưới, đây là một pha mà chịu chịu anh ta chấp nhận mất tốc biến như anh ta băng lên, tại vì bên phía bên kia hai người đứng khá là cao. Vào cái góc đi vòng rất là đẹp đến từ Icecock, con mắt không được cắm trong bụi cỏ chặt 3, nó được cắm ở góc bờ tường. Thì đến khi mà bước vào bụi cỏ chặt 3 rồi, có nghĩa cái tầm rất là xa để cho anh phía của Ultra Prime lưu về cặp đôi khu vực dưới. Nhưng cái điều tôi muốn nói đó là ZS hoàn toàn có thể bỏ tình huống vừa rồi, tại vì đồng đội của anh ta bị hạ gục, anh ta có xuống hay chăng nữa thì vấn đề là khi anh ta xuống anh ta phải có chiêu. Pha vừa rồi anh ta xuống mà anh ta không có được cái cuộc thú quyền và song thú trưởng, tại vì tôi nghĩ rằng anh ta dùng trước đó khu vườn trên để dọn lính. Đây là hai chiêu giúp con set dọn lính rất là dễ dàng khu vườn trên. Nhưng mà sau khi dùng dọn lính rồi, bạn xuống khu vườn đường dưới bạn không có chiêu thức. Một con set mà xuống khu vườn đường dưới chỉ với một cái quy thôi thì cái ảnh hưởng nó không phải là quá nhiều. Và đó là có thể một tình huống sai lầm, tại vì
những tình huống kiểu như thế này á, bạn bỏ nó vẫn được. Bạn vẫn chấp nhận được cho một tình huống mà bạn sẵn sàng thôi chúng tôi bỏ dịch chuyển mà vẫn còn tình huống sau đồng đội của bạn đánh thì bạn đánh vẫn được mà thôi. Chỉ là đó là một tình huống mà bạn mất có mỗi xạ thủ của bạn thôi, thay vào đó bạn lại mất đến hai người và nó khiến cho cái thế trận được set up ở khu vực đường trên của GS đang bị thấp đi rất là nhiều, tức là lính đẩy lên cao. Đã có một pha phản ganh đến từ Udia. Udia nhìn thấy Hacker rồi, tấn công Hacker luôn. Cả hai được cấp độ 6 nhưng Hacker đang ở dạng quá tải và sát thương ngược trở lại vào Icecock là rất nhiều. Erma cũng lên đây, có cấp độ 6, sẽ là một tình huống băng trụ với ba người chăng khi mà Hoang Tưởng sẽ được bật lên. Thương Lam bất bại lại còn tung ra rồi thế này thì, nhưng không, quyết định của Erma là quay trở lại khu vực đường giữa để không tham gia tấn công nữa. Nhưng vừa rồi thì xe chỉ luồng kim vẫn còn, cho nên nếu như bạn muốn là khu vườn trên để bạn tấn công thì nó hơi khó một xíu. Khi mà cái hiệu ứng khống chế bạn không giữ đối phương lại, muốn tấn công thì phải hiệu ứng khống chế vào người của đối phương trước đã. Vừa rồi chỉ có đó là cái mưa tên lửa từ phía ngoài, có Hoang Tưởng sát thương từ hai người. Nhưng mà thường thời điểm này mà băng trụ mà chỉ có sát thương mà thôi á, thường chúng bạn phải một đối một, cho nên sẽ hơi khó dành cho phía của Ultra Prime một xíu. Các khoảng cách về tiền đang là cân bằng giữa hai bên, nhưng như nói mà thế khu vực đường giữa đấy vẫn là kèo con nó tên nó dễ dàng xử lý hơn, đến từ việc là có nội tại bạn có chiêu thức khả năng dẫn lính rất là nhanh và công việc của bạn chỉ cần là bán một lượng máu nho nhỏ lên bị đối phương tấn công, nhưng dùng cái nội tại hồi phục lại và dọn lính nhanh hơn con rẻ tên khá là nhiều và cũng không khó khăn với việc là liên tục áp lực đẩy vào trụ của đối phương. Bây giờ thì vấn đề là cái triển khai ở khu vực đường trên thế nào, tại vì khu vực đường dưới COC anh ta mất tốc biến và muốn tấn công thì cũng sẽ hơi khó. Và cái đường này không phải là đường thắng dành cho phía Ultra Prime. Lần trước thì họ đẩy tại vì được lính họ đẩy vào trụ, sau đó họ đẩy ngược vào trụ của đối phương mà thôi. Chứ nếu như mà kiểm soát được lính á, thì Ezreal có khả năng kiểm soát dễ dàng hơn so với là một con Kai'Sa khá là nhiều. Và như nói thì bạn thấy rằng có đường giữa thì có đường dưới kết hợp với cả con rồng dễ dàng hơn. Đúng là như vậy. Bây giờ thì các bạn có thể nhìn thấy là bên phía của Rogue Warrior còn muốn lên đây để tranh cướp sứ giả luôn. Đang không có sự di chuyển đến từ bộ đôi đường trên, nhưng mưa tên lửa trải ra rồi. Thế này là trải không đẹp. Bộ đôi đường dưới bên phía Rogue Warrior đã có mặt ở đây rồi. Thái Dương Hassan đầu tốc biến theo đến từ Phong, nhưng chưa làm choáng được vào người của Rambo. Nhưng ở bên này thì tấn công ngược trở lại vào set. Set của GS đã nằm xuống điểm bằng thứ 3 và con sứ giả dành cho bên phía của Rogue Warrior. Pha vừa rồi là pha ở bên phía của Ultra Prime. Nó không phải chỉ là một ván này mà nó có những ván đấu trước khi mà họ thất bại. Họ cũng có khá nhiều những cái sự liên kết không thực sự hợp lý lắm. Bạn thấy rằng khi mà đường dưới của họ đã bỏ không di chuyển ở khu vườn trên, COC di chuyển khá là trễ. Đến khi mà đồng đội mình tấn công sứ giả, đối phương di chuyển gần tới thì anh ta mới di chuyển từ khu vườn dưới lên khu vực hang sứ giả. Và SLZ thì anh ta thậm chí là không di chuyển luôn, anh ta ở là khu vườn dưới để ăn cho mình một lớp giáp trụ. Cho nên là Ultra Prime sẽ không đủ người. Và con Rumble bạn trải cái mưa tên lửa khi mà sứ giả còn 2000 máu, bạn mong chờ cho một mắt sứ giả ở phía sau. Thì tình huống vừa rồi, tình huống mà nghe là những thứ mà họ làm cảm giác là hơi rướng quá và nó không mang lại cái hiệu quả. Và tất cả những cái thứ ban đầu mà họ làm đến từ hai điểm hạ gục khu vườn trên dứt điểm A917 á, có vẻ như đổ sông đổ bể rồi. Chính xác như vậy, nhưng mà họ cũng đang có được một cái tia hy vọng, đấy là SMLG đang được farm rất nhiều. Anh ta đang có một lớp giáp trụ ở pha thi đấu vừa rồi, nó giúp lượng tiền người ta lên được con số là 3.500, nó sẽ vượt trội hơn một chút so với Yanguji ở bên phía bên kia. Đấy là nếu mà Icecock anh ta quyết định là không thả sứ giả khu vực đường dưới mà mang lên khu vực đường trên như tôi đang thấy đây, thì lợi thế của đường dưới của bên phía của Ultra Prime vẫn là có. Nhưng mà vấn đề là con Rumble đã đầu tư rất là nhiều thời gian để lên đường trên cho GS có lợi thế, mà bây giờ ấy thì những cái phi và cái thua sút về chỉ số lính đi rừng của Hacker ấy, nó không bù lại được, mà bạn lại còn đánh mất lợi thế khu vực đường trên ấy. Nó chính ra là thời điểm đầu tiên Rumble bây giờ lỗ rất là nhiều, và bây giờ khiến cho lượng tiền cũng như là cấp độ của anh ta bị thua sút một phần so với Icecock. Bây giờ anh ta đang muốn cố gắng lấy lại một lợi thế gì đó khu vực đường dưới này, nhưng mà ganh vào con Ezreal không bao giờ là một ý kiến hay cả. Đồng ý, ganh vào con Ezreal thì phải nói là rất là khó để bạn có thể dứt điểm của Ezreal một cách nhanh chóng khi mà Ezreal có tốc biến, có dịch chuyển cơ học để có thể tự đào thoát và cũng có khá nhiều sự hỗ trợ. Leona để kết hợp với Ezreal thì cái khả năng phản công ngược lại cũng là rất là nhiều. Hacker đi vào cái bụi mà anh ta đã quét trước đó tương đối là dài rồi, như vậy là không có tầm nhìn ở khu vực đường dưới. Nhưng không có lý do cho Rockwell để bước lên cao cả cắm mắt vào thấy Hacker rồi, như vậy là cặp đôi khu vực đường dưới phát hiện thành công được rừng của đối phương. Họ muốn thả sứ giả ở khu vực đường giữa để có một lượng tiền gia tăng dành cho con rẻ tên này cũng tương đối hợp lý mà thôi. Rẻ tên khỏe
dễ dàng băng vào dàn tuyến sau hơn, hoặc là dễ dàng dứt điểm cho tuyến băng vào của đối phương hơn cũng được mà thôi. Và quan trọng là ngưỡng sức mạnh đến bên phía của Rogue Warrior sẽ đến ở con rồng thứ hai, khi đấy là lúc mà Ezreal đã có nên mình búa rìu sát thần. Cá sấu có thể có truy hấp huyết hoặc là truy phản kích, và thêm cả Gwen cũng sẽ có quyền trượng ác thần nếu mà anh ta farm nhanh. Thì lúc đấy cái ngưỡng sức mạnh của Rogue Warrior giao tranh nó sẽ tốt hơn so với bên phía của Ultra Prime một chút. Đó, Kai'Sa thì một đồ nó không phải là quá mạnh, nó phải hai đồ cơ, thậm chí là ba đồ. Nhưng đó Ezreal thì một đồ đã là rất ấn tượng rồi. Còn ở giai đoạn hiện tại là giai đoạn mà Ice Coke đang vượt trội hơn rất nhiều về mặt farm cũng như là mặt tiền so với Hacker bên phía bên kia. Anh đã sắp ra hoàn thành cái mình món đồ đầu tiên. Không biết là lên khiên, à đây, đấy là găng tay băng hỏa. Một điều rất đơn giản, món trang bị này nó rẻ hơn so với cái khiên Thái Dương khá là nhiều. Ở thời điểm một trang bị, đặc biệt là trang bị thần thoại, thì thực ra những món trang bị chống chịu nó lại mang nhiều hiệu quả hơn so với một trang bị gây sát thương. Tại vì sát thương thì bạn cần cái thời gian để bạn gây sát thương, trong khi đó trang bị chống chịu nó cộng thẳng vào, nó đã giảm được cái lượng sát thương nhận vào đến từ đối phương rồi. Cho nên cái độ hiệu quả mang lại đến từ những trang bị chống chịu nó có được ngay tức thì. Và SMZ thì anh ta sẽ cần khoảng thời gian ngắn để gây sát thương so với việc là những trang bị cộng vào người đến từ Rogue Warrior, khả năng tấn công người của đối phương. Bây giờ thì nếu như ví dụ một trang bị búa rìu sát thần có thì khả năng kéo máu từ phía ngoài nó sẽ mang lại cái độ hiệu quả từ phòng Ezreal. Trong khi đó thì SLZ nhìn vào đội hình này để bắn thì tôi nghĩ là phải chọn vị trí rất là cẩn trọng nha, tại vì bắn trước mặt Leona, bắn trước mặt Rhaetyn hay là một con Gwen thì cũng không phải là một điều dễ dàng. Và cái đội hình của bên phía Rogue Warrior còn có một cái nữa là đó là ba cái stun chỉ thẳng vào đầu, cái khiên mặt trời của Leona, cái W đến từ cá sấu và cái võ gấu đến từ Ludia nữa. Thì Kai'Sa rất khó để vào combat với những vị tướng như vậy. Một pha trao đổi sát thương ở đứng trên giữa S917 với cả ZS. Cuối cùng thì con Gwen ở thời điểm hiện tại đã vượt trội hơn rồi. Bên phía Ultra Prime muốn kiểm soát con rồng này trước, đang có dịch chuyển xuống đây đến từ Gwen. Thái Dương Ạ Sa không thực sự thành công lắm, khung ánh sáng cũng fail. Bên này là lao đến trước gây sát thương vào người của Ice Cup. Ice Cup thấp máu rồi nhưng xe chỉ được kim hạ gục với Nocturne. Kai'Sa đang băng lên để bắn, nhưng lúc này thì Gwen đang chặt ở đằng sau. Ui, cắt là quá đau đến từ S917 thì đó các bạn, cái tên này nó hơi khó để đọc từ giao tranh một chút. Một pha giao tranh mà có vẻ như Ultra Prime họ chủ động để có thể tấn công vào con rồng, nhưng khi mà họ dồn cái thời gian tấn công vào rồng thì họ đứng trước cái góc mà gọi là góc đẹp dành cho Rogue Warrior. Đánh từ phía ngoài, Ezreal không gặp cái tác động mà anh ta vẫn có khả năng gây sát thương. Trong khi đó thì những vị tướng băng vào, Odia anh ta vẫn sống sót trước cái lượng trang bị chống chịu mà anh ta có. Sát thương của anh phía anh kia có nhưng mà không phải là quá ấn tượng, vẫn tốc biến phát kịp đến từ Odia. Đây bạn hãy nhìn, đây chỉ mới là hai người xuất hiện đến từ phía Rogue Warrior thôi nha. Đó chính là con Odia thêm cả Leona. Năm người anh phía anh kia dồn hết tất cả mọi sát thương vào con Odia nhưng mà Odia vẫn sống sót. Và anh phía này thì con Kai'Sa này bắn không thể nào kịp được cả và nó không bước được vào cái vòng trong cái vòng xương lam đến từ con Gwen. Và phía ngoài thì Ezreal gần như là hoàn toàn được chơi một cách thoải mái. Và như vậy pha tranh mặc dù là mất rồng nhưng có được 2 điểm 2 gục cộng thêm cho Rogue Warrior. Và họ tiếp tục gia tăng cái ngưỡng sức mạnh đội hình, khả năng chống chịu cực kỳ tốt của họ hoàn toàn giữa ván đấu. Và cái sức mạnh của con Gwen thì các bạn có thể nhìn thấy trong pha giao tranh vừa rồi, đấy là không phải là nó gây quá nhiều sát thương hay đột biến hay là gì cả, mà là cái xương lam bất bại của nó đưa vào những tình huống góc đường như vậy bạn không thể nào băng vào được. Bạn không dám lao lên và nó sẽ chia cắt đội hình khép góc, khiến cho các thành viên bên phía Ultra Prime bắt buộc phải lùi về và không thể trả ngược sát thương lại được. Cái tình huống này là tình huống mà Hacker và CLC muốn tấn công nhưng họ chỉ tìm được một con góc mà thôi. Gwen đã nhìn thấy rồi, tôi nghĩ là cái tầm nhìn vừa rồi ấy, bên phía Ultra Prime thấy thì Rogue Warrior cũng thấy luôn, và khi đó họ thoải mái ăn cho mình con sứ giả thứ hai của ván đấu. Hai sứ giả đầu tiên đều thuộc về bên phía của Rogue Warrior. Đây sẽ là một lợi thế rất lớn ở giai đoạn giữa trận dành cho họ. Fox cũng đã phá xong cái trụ 1 ở khu vực đứng trên. Như vậy, cái đích đến của con sứ giả này gần như chắc chắn sẽ là ở khu vực đứng dưới, khi ở đứng dưới này vẫn còn cái trụ 1 bên phía Ultra Prime. Một pha xử lý mà A917 ta có được kinh nghiệm xử lý khá là tốt. Một vài người chơi có thể mắc cái lỗi bạn đứng lại phòng ngự trụ nhất khu vực đứng dưới. Tại vì bạn sẽ tham, bạn nghĩ rằng đồng đội của mình ở khu vực trên ăn được trụ, ăn được sứ giả, và nếu như bạn phòng ngự trụ được bạn sẽ rất là lời. Nhưng tại vì anh ta biết rằng là không có đối phương khu vực ở trên thì sẽ đối phương dồn người xuống khu vực đường dưới và anh ta không bị hạ gục, coi như là đổi 1-1 về trụ mà thôi. Nhưng sứ giả vẫn là thứ gì đó khá lời dành cho anh phía Rogue Warrior, và vấn đề quan trọng là anh ta không bị hạ gục.
Cho nên những tình huống như vậy thì giúp cho anh ta có cái ngưỡng sức mạnh nó duy trì khá là ấn tượng. Bạn cứ sống trên bản đồ, bạn cứ được farm, bạn sẽ tăng tiến vào cấp độ. Anh ta đang nhỉnh hơn số là ZS một cấp độ. Trong cái việc là khoảng thời gian ban đầu anh ta bị tấn công, bị băng trụ, nhưng bây giờ thì việc là hơn một cấp độ. Và đến thời điểm khi mà trang bị sát thương mà được gia tăng đều đặn thì nó sẽ nhỉnh hơn khá là nhiều so với trang bị chống chịu. Và đặc biệt là con set bạn không thể nào lên hoàn toàn về kháng phép được cả. Bạn vẫn phải lên cho mình đó là cái lượng máu và giáp cộng thêm. Cái bên phía kia là ở đi là Raten và thêm cả đó là Ezreal. Đây là đánh nhau. Không cách nào mà cái con set đánh nhau này đôi thắng được không quen cả. Chính xác như vậy, kể cả bạn có thiêu đốt thì đối phương chỉ đơn giản là bật cho mình cái khiên và pha thi đấu vừa rồi xe chỉ luồn kim ngược trở lại. Và quan trọng hơn hết là Gwen có một khả năng hồi phục cực kỳ khủng khiếp đến cái nội tại của cô nàng này. Những phát gây sát thương là thì nó sẽ hồi lại máu. Và có một cái lợi điểm đến bên phía Rogue Warrior là tốc độ đẩy đường của Ezreal ở khu vực đường giữa là rất mạnh. Bên phía Rogue Warrior hoàn toàn có thể thả cho Ezreal của Yanguji ở khu vực đường giữa đẩy liên tục để tạo cái thế ép vào khu vực đường giữa bên phía Ultra Fire, bắt buộc họ phải lôi ra đây 1 đến 2 người và khiến cho cái việc kiểm soát tầm nhìn ở khu vực sông của đội Ultra Fire bị hạn chế đi vô cùng nhiều. Và đấy, kiểu vất vả lắm mới cắm được con mắt thì đối phương chỉ đơn giản là cắm một con mắt kiểm soát ra và phá đi mà thôi. Con rồng thứ 3 của ban đấu sắp sửa xuất hiện và đây rõ ràng là cơ sở đấu tranh rất là tuyệt vời dành cho bên phía của Rock Warrior. Đội hình của họ đang rất là dễ dàng để vận hành. Họ có được cái lượng trang bị cộng thêm với khả năng chống chịu tốt mà Leona bạn thấy rằng có cho mình đó là dây thép gai đang hướng cho mình những cái mảnh nhỏ để hướng lên cái dây chuyền Solari để khả năng gia tăng cái khoảng chống chịu độ của mình. Còn bên phía bên kia thì Rumble Hacker buộc làm phải có thêm đó là cái đồng hồ ngưng động, chứ anh ta không muốn bước vào pha đấu tranh bị nhắm tới là anh ta khả năng bị hạ gục tức thì. Còn Gwen trong cái tình huống này thì bây giờ có khả năng khá cao thì đến thời điểm khi mà rồng chuẩn bị xuất hiện thì Ice Scott di chuyển xuống khu vực đường dưới thả sứ giả để kết hợp cùng với là Gwen tấn công vào trụ một này để mở ra cái khoảng trống dành cho Rogue Warrior. Nhưng sứ giả thì vẫn đang trên người của Ice Scott, rồng thì đã ra rồi. Và Ultra Prime thì hình như họ không có ý định di chuyển ra khu vực hang rồng tại vì họ nghĩ rằng đây là thời điểm mình chưa mạnh, đặc biệt là Kai'Sa cần thêm trang bị. Và như vậy là cái khoảng thời gian này chỉ mới là rồng 2 mà thôi. Linh hồn rồng sẽ là thứ gì đó tới khá trễ với hai đội. Cho nên tạm thời là Ultra Bram bỏ con rồng thứ 3 của ván đấu này. Rồng 2 là rồng gió sẽ thuộc vào trên phía Rogue Warrior. Chính xác như vậy. À, bên phía đội hình của Rogue Warrior cũng là một đội hình rất mạnh khi mà có cái linh hồn rồng gió. Bởi vì những vị tướng như là cá sấu hay là Udyr thì họ kích chiều cuối lên được tăng mạnh tốc độ di chuyển sẽ rất có lợi trong tình huống giao tranh. Gwen cũng là như vậy, với việc là kích liên tục được cái xe chỉ lượng kim đến 3 lần. Bạn có thể băm bổ và bạn có thể rút chạy tùy theo tình hình của cái giao tranh đấy một cách rất là dễ dàng. Thả sứ giả khu vực đường dưới lấy lợi thế cho S917 băng lên rất cao, đánh vào trụ một cái thôi. Nhưng GS với cả hacker không dám làm gì. Còn Erma thì tôi thấy hơi đáng tiếc cho cái sự lựa chọn First Pick Doctor này là nó không tạo được một áp lực lên bản đồ dành các thành viên bên phía Ultra Prime. Và việc bạn chọn Nocturne mà bạn không đe dọa được ở giai đoạn mid game như thế này ấy, thì rõ ràng là đây là một sự lựa chọn không hiệu quả. Đồng ý. Tôi hoàn toàn đồng ý vấn đề này. Nghĩa là về mặt chất tướng ấy, như nói về giai đoạn đi đường ấy, thì con Nocturne sẽ không sợ con Raten. Nhưng khi mà bạn không sợ, có nghĩa là bạn sẽ nhỉnh hơn đối phương, thì bạn cần triển khai cái lợi điểm của con Nocturne là bạn phải tấn công được ra hai cánh xuống khu vực đường dưới hoặc lên khu vực đường trên. Nhưng chúng ta đi được thấy là một lần dùng chiêu cuối của con rồng đến từ bên phía của Ultra Prime mà thôi, nhưng nó cũng không lại mang lại quá nhiều tác dụng. Thì những tình huống muốn tấn công ra hai cánh thì lại không được bằng cái việc là khu vực đường trên băng trụ được hai lần, nhưng sau đó lại không tiếp tục băng trụ được thành công vào con đó là con Gwen. Thì đến bây giờ ngay sau khi bước qua đoạn đi đường rồi thì con Raten hoàn toàn không ngại con Nocturne nữa, tại vì bạn đối đầu 1-1 với nhau thì thậm chí là bất thần cá sấu chẳng thể nào sợ đối đầu với đồng hoang tưởng được cả, trừ khi đối phương kéo tới 2-3 người mà thôi. Nhưng bây giờ thì đặc biệt là Rock Warrior không việc gì phải vội cả, họ cứ chơi ở gần đường của mình, cứ để cho con Quen khả năng đẩy. Và thậm chí là A917 chơi từ nãy giờ rất là kỹ nha. Cái pha trước đó khi mà sứ giả tấn công vào trụ chỉ còn một lượng máu nhỏ mà thôi, nhưng anh ta có thể bước vào đánh thường một phát, nhưng anh ta không làm chuyện đó. Anh ta vẫn đợi rất là chậm để có thể muốn tấn công. Nhưng bây giờ xuống khu vực đường dưới có hoang tưởng. Hoang tưởng bay vào đã có xe chỉ luyện kim lần 3 rồi. Và Gwen đã nằm xuống, Erma sẽ bị bắt lại bởi Fox. Lướt lên lần 2 đến với cắt và sắt. Erma không chạy được khi đối phương là Udyr. Có mưa tên lửa tốc biến theo tấn công đến từ bên phía của Tyscope. Nhưng Tyscope sát thương là quá chậm, Erma nằm xuống. Nhưng sau đó Fox của cá sấu của Fox đã có triple kill. Một pha cắt quá đẹp trong pha thi đấu vừa rồi.
cuối cùng trở lại là 3 đổi 3, không phải là có lợi đến phía Ultra Prime. Ultra Prime đã chủ động đánh trước, và khi bạn đánh trước thì bạn có cái thời cơ tiên cơ và số lượng người của họ là nhiều hơn ở tình huống vừa rồi. Nhưng bạn thấy rằng tổng chung là pha tranh thì coi như là ngang nhau. Thì khi mà kết quả là ngang nhau mà anh phía chủ động đánh trước phải đấu quả như vậy, tôi nghĩ rằng vẫn là lời dành cho Rock Warrior. Ấy là pha đánh trước đến từ phía Ultra Prime. ZS có một tình huống dùng cho mình, đó là cái đấu trường hủy diệt ôm người đối phương về, đã không có vòng tròn xương lam từ con quen, nhưng đối phương băng vào thì kiểu nào cũng bị hạ gục mà thôi. Như bạn hãy nhìn thấy cái khả năng câu kéo, cái khả năng gây sát thương từ hai vị tướng đó là OD và thêm cả Raton là rất là nhiều. Có luôn cho mình đó là cái King Bangradun giảm bớt cái lượng sát thương nhận vào từ hai vị tướng gây sát thương một lý như thế này. Và đây là con Raton khả năng câu kéo gây sát thương cực kỳ nhiều tình huống vừa rồi khi ở dạng thần cá sấu. Và pha đó chỉ là pha 3.5 mà thôi nha. Tại vì Leona tới chỉ để hỗ trợ cho mình, đó là Thái Dương hạ sang, anh ta không băng vào, tại nếu như ta băng vào thì khả năng ta ở lại cũng rất là cao. Và thêm cái đó là cung ánh sáng đến từ con Ezreal mà thôi, chứ không có xuất hiện từ Ezreal. Nhìn chung thì đó là pha nghĩa rằng cái sức ảnh hưởng đến từ con rẻ tình mà anh thấy rất là rõ là chênh lệch hoàn toàn so với lập con Norton. Hơi đáng tiếc cho X917 là pha thi đấu đấy là cái xe chỉ luồn kim thứ 3 của anh ta bị trượt. Chứ cái đấy mà chúng thì tôi nghĩ là GS có khi còn đi trước luôn, chứ chả cần đợi đến khi mà Fox với cả Icecock đến anh ta mới đi đâu. Một lượng sát thương rất lớn đến cái chiêu cuối của X917 đã bị mất đi pha thi đấu vừa rồi. Nhưng mà đây cũng là chỉ là một cái sự vùng lên của bên phía Ultra Prime trước một cái thế kiểm soát đang rất chặt chẽ đến bên phía Rogue Warrior. Nhưng cái vấn đề ở đây là dù họ có shutdown được con Gwen này thì vẫn còn đó một con Ezreal đang tăng tiến sức mạnh quá kinh dị. Đã có cho mình được 2 đồ rồi, những đồ này là rất mạnh. Họ đang cần, Ultra Prime đang cần cho SMLG có khả năng gia tăng thêm một lượng đồ nữa để có thể bắn xuyên qua dàn chắn của Rogue Warrior. Bởi vì cái việc mà SMLG tìm được Ezreal sẽ là hơi khó ở giai đoạn cuối trận. Lượng tiền thì Rogue Warrior đang nhỉnh hơn đối phương 3.000 tiền nhưng khoan đã chấm vào. Bây giờ tình huống mà Gwen đang cố gắng sử dụng xương lam bất bại nhưng đã bị hoảng sợ rồi, ta lướt về những sát thương để Hacker là không thể né. Thái Dương ạ san chuẩn rồi. Bây giờ Jang Uji đang được bắn bấm đồng hồ câu giờ đến Hacker nhưng lao vào đến từ Fox. Fox đang cầy rất tốt, anh ta làm choáng mọi người. SMLG đang vừa chạy vừa bắn, anh ta bắn vào chiêu chiêu nhưng Fox đang chống chịu ở bên này. Jang Uji bắn không bằng so với Kai'Sa bên phía bên kia. Kai'Sa bay ngược đằng sau, đó là quad ra kill rồi, có thể không có Penta rồi. Hơi đáng tiếc pha thi đấu vừa rồi khi mà SMLG đã bị shut down bởi Jang Uji, và hình như nó cũng chỉ dừng lại ở một cái là triple kill mà thôi. Nhưng đó là điều mà tôi đang muốn nói, khi mà Kai'Sa được bắn thì đó sẽ là một cái lợi thế cực lớn ở bên phía Ultra Prime. Những cái pha vừa rồi tôi nghĩ cái người mà không thật sự chính xác đó chính là Ezreal của bên phía Rogue Warrior. Tại vì đây là một pha câu được cũng khá nhiều thời gian và sát thương đến từ con quen của A917. Nhưng cái quan trọng là tại sao Trangoji lại đứng ở cái góc và góc đứng thẳng khi mà bên phía cái góc con set, mà hãy nhìn con set đó ôm con Raton, lấy cái lượng sát thương từ lượng máu tổng của con Raton ôm về đây. Con Ezreal e lên vào giữa hai người, sau đó dính cho mình đó là cái song thủ trưởng và cái sát thương của anh ta bị mất đi khá là nhiều, tại vì cái khoảng thời gian anh ta bị làm choáng. Và nếu như mà anh ta giữ cho mình một cái e và né chiêu của đối phương và tiếp tục gây sát thương, thật ra tình huống tôi nghĩ là con Ezreal hoàn toàn có thể gọi là max play, có thể cũng 3-4 điểm hạ gục. Nhưng chính bản thân của anh ta đã tự làm khó anh ta vào tình huống dịch cơ học lên giữa hai người. Để rồi sau đó anh ta dính cho mình đó là cái song thú trưởng. Và sau đó thì anh ta lại bị tấn công từ các thành viên phía đối phương và bị hạ gục. Quét sạch dành cho anh phía của Ultra Prime, giúp cho họ phải nói rằng trở lại ván đấu ở tư thế là hai bên gần về lượng tiền. Nhưng từ nãy giờ thì khi mà dùng tiền mà Kai'Sa thì ít nhất cái pha vừa rồi Ultra Prime dành cho cái khoảng trống SLZ và anh ta bắn được khá là nhiều. Đấy là một tình huống mà bên phía của Ultra Prime thực ra là họ mở combat khi mà 4-5 bởi vì Gwen đã nằm xuống rồi. Nên là sau đấy dù họ tấn công làm thấp máu được Hacker, nhưng đó vẫn là tình huống mà Hacker vẫn quay trở lại được với một lượng sát thương cực kỳ lớn. Và anh ta chỉ cần gây được càng nhiều sát thương pha giao tranh đấy càng tốt. Và GS đã có một tình huống cực kỳ xuất sắc. Và tôi hiếm thấy khi nào một concept sử dụng cái hủy diệt đấu trường không phải dùng tốc biến mà nó lại đẹp như vậy. Tình huống đứng lỗi khá nhiều đến từ Jang Uji, và nó khiến cho bây giờ Rogue Warrior đang phải mệt hơn. Bởi vì lúc này cũng là lúc mà con ôm Nocturne của Erma đã có thêm trang bị chống chịu là một cái áo choàng gai và cộng một cái móng vuốt Serac.
thì anh ta có thể tự tin hơn trong những tình huống bay thẳng vào phía sau. Anh ta có thể bay thẳng vào người của A917, anh ta có thể bay thẳng vào người của Yaguchi mà không cần quá lo lắng đến việc là mình sẽ nằm xuống trước và không kịp gây sát thương, bởi vì đồng đội anh ta là Wen, đồng đội của anh ta là Rumble, Kai'Sa, những vị tướng có thể lao vào được, thậm chí là Wen Rail lao vào trước luôn. Bên này thì CLC đang rất thấp máu, chưa kịp làm choáng, nhưng mà Fox đã của anh ta, Erma lao vào, Hacker đang bấm đồng hồ để câu. Pha này đến lượt Ultra Prime lại có bác không có lắm rồi, nhưng mà cú hủy diệt đấu trường khá đẹp. Fox đang lao lên, SMMG đang được bắn. Ở bên kia thì GS vẫn đang quẩy, SMMG hạ gục được cá sấu rồi. Bên kia thì Yaguchi cộng với Icecock phải chạy, bởi vì đây là một con Kai'Sa đã ba đồ, không thể nào bắn được pha thi đấu vừa rồi. GS đã làm quá tốt trong việc cô lập đội hình của bên phía Rogue Warrior để SMMG có thời gian để bắn. Vẫn là pha giao tranh 3 đổi 3, nhưng tôi đoán rằng lợi thế chắc chắn là dành cho bên phía Ultra Prime, bởi vì người carry của họ đang là người có tiền. Bắt đầu thì kill con Kai'Sa có lượng tiền cộng thêm là rất là dễ dàng bắn trong những pha giao tranh. Nhưng đây là một pha, bạn hãy nhìn cái góc này, thật ra là góc rất là dễ cho bên phía của Ultra Prime đánh. Nhưng khi mà COC băng vào thì anh ta là không được cái khoảng chống chịu, là cái vòng tròn xương lam nó giảm bớt cái lượng sát thương đến từ một con Kai'Sa phía ngoài là khá nhiều. Nhưng mà hãy nhìn thấy một pha là tiếp tục lần hủy diệt đấu trường, trúng được ba người của đối phương, và thêm cả đó là song thú trưởng kết hợp với cục thú quyền, trúng được cả ba người ở dàn phía sau nữa. Mặc dù nằm xuống, nhưng cái đóng góp của con sét trong pha tranh vừa rồi là quá lớn, nó giúp cho anh phía Ultra Prime câu được cái khoảng thời gian ở phía sau, và anh ta cũng hạ gục được người của đối phương nữa. Trang bị bây giờ thì nhìn chung là trang bị chống chịu của anh ta cũng rất là nhiều rồi, nhưng mà khi bước vào những pha giao tranh á thì cái lợi điểm của anh ta nghĩa là cái sát thương dồn tức thì đến từ Rock Warrior bắt đầu bị hạn chế dần đi. Tại vì con Astral là bạn cần có sát thương bốc từ phía ngoài, những phát bắn của bạn nhìn chung cũng khá là đau đó, nhưng vấn đề là nếu như anh phiên kia vẫn quá nhiều giáp thì cũng không phải dễ dàng cho con Astral. So với anh phiên kia thì Kai'Sa 4 trang bị, những phát bắn nội tại tích hợp cái điện tích đến từ Kai'Sa, kết hợp cái nội tại đến từ con ốc diệt thủy quái và cái sát thương bắn rất là nhanh đến từ con Kai'Sa thế này, bây giờ dứt điểm những cái mục tiêu lượng máu nhiều là dễ dàng hơn rất là nhiều. Thậm chí bây giờ anh ta đã có cho mình là vô cực kiếm rồi, thì lượng sát thương của SMLG trong những pha combat là cực kỳ khủng khiếp. Và quan trọng hơn là tôi muốn highlight cái tâm lý thi đấu của Ultra Prime đang là rất tốt. Họ không ngần ngại gì trong những tình huống lao và mở combat trước, bởi vì họ biết rằng đội hình của mình ấy, nếu để con SVU đứng ở ngoài cấu máu từ xa ấy thì sẽ bất lợi hơn quá nhiều. Vì vậy bây giờ họ cứ thấy là họ trụng luôn, họ cứ thấy là họ lao thẳng lên. Pha thi đấu vừa rồi CLC cắm cho mình một cái thấu kính ra, thấy đối phương ngay lập tức bật chiêu cuối lao vào. Và mặc dù cái tình huống stun của anh ta sau đấy nó hơi fail một chút nhưng mà không làm choáng được đa mục tiêu, nhưng đó vẫn là một tình huống mở combat thực sự rất là bất ngờ cho chính là bên phía Rogue Warrior, khiến cho cái tốc độ phản ứng của họ bị chậm hơn một nhịp so với pha thi đấu vừa rồi. Bây giờ thì một bên di chuyển ra hang rộng, một bên muốn đứng bên phía hang Baron. Sát thương hang Baron đến từ Rogue Warrior cũng có quen sức như thế này thì đủ ăn Baron đó. Thì Ultra Prime buộc lòng phải để một mình đó là ZS ở khu vực hang rồng. Ở phía này thì Rogue Warrior là không dám đánh vì họ sợ đối phương băng vào thì họ là hơi khó để có thể ngăn cản. Nhưng đây là tình huống ăn cũng khá thông minh đến từ phía của Ultra Prime nha. Họ di chuyển chỉ ba người vào mà thôi. Hacker thì tạm thời là không xuất hiện trên bản đồ, anh ta di chuyển ra gần khu vực người giữa. Và như vậy là rồng vẫn có dành cho Ultra Prime. Ở bên phía bên kia thì Rogue Warrior đánh Baron, nhưng họ lại hơi lưỡng lự cho việc là ăn Baron hay là công người đối phương ra mà thôi. Thật ra thì họ rất là khó để câu một đội hình có cả Leona, có cả Kai'Sa, bởi vì những cái chiêu thức để tung vào hang Baron trước tầm nhìn nó tương đối là nhiều. Một pha muốn ép đánh khi mà tung cung ánh sáng rồi, nhưng mà pha bắn cung ánh sáng thì nó lại hơi fail và nó tạo điều kiện cho bên phía Ultra Prime rút lui về. Và cái pha nhảy múa Baron này đến bên phía ôi chậm một nhịp thôi, ăn luôn. ăn luôn chắc chắn là ăn luôn khi mà đối phương đã về rồi. Chiêu chiêu với cả Yaguchi đang ra đây, Icecock còn ở rất xa, dịch chuyển đến đây là cá sấu của Fox, Thái Dương Á San. Nhưng mà đã có Baron này bên phía Ultra Prime, họ đang không được trở ra. Wen đang lao đến hạ gục được Rail rồi, Hacker đang phải bấm. Bên này thì Kai'Sa đã bị hạ gục bởi Yaguchi. Erma đang cố gắng bỏ chạy nhưng Yaguchi sẽ đuổi theo anh ta thành công. Và đó là double kill dành cho xã thủ bên phía Rogue Warrior. Một pha cũng hơi mất hết đến từ Ultra Prime. Ăn được con Baron nhưng là để con mắt ở trong hang Baron cho đối phương dịch chuyển. Và khi mà con quen dịch chuyển ở giữa như thế này, cái vòng tròn xương lam nó lại ngăn cản cái lượng sát thương gần như tối đa đến từ con Kai'Sa. Và đối phương thì đang tấn công khu vườn trên này thì mất một đường đến từ phía Ultra Prime rồi. Tốc độ đẩy như thế này thì chắc là mất một đường thôi. Tại vì cái người... ôi kịp hay không đây, nghĩa là ZS thì anh ta di chuyển về phòng ngự,
trước 5 người của đối phương, anh ta có bù lại Baron thì khả năng phòng ngự của anh ta vẫn sẽ được mà thôi. Mười mấy giây nữa thì SLZ cộng lại Erma đã ra rồi, cho nên là mất một đường đến từ phía của Ultra Prime. Nhưng mà vấn đề bây giờ là một đường nó không còn phải là quá quan trọng. Nhưng cái điều là ở trong hang Baron vừa rồi, tại sao những người có tốc độ bắn rất là cao như vậy lại không dọn đi con mắt đó ta? Tôi nghĩ là họ đang bị tâm lý pha vừa rồi ấy, đấy là tham á. Tham lam. Chính xác. Tình huống rất là tham lam. Và khi mà hai cái dịch chuyển nhá, pha thi đấu đấy là Fox cộng với cả X917 là dịch chuyển cùng một lúc luôn, nên cả hai người đáp xuống gần như là cùng một thời điểm, và họ gây ra một lượng sát thương như là khống chế rất là mạnh. Và khi mà đi vào khu vực hang Baron, bạn vào Baron trước, nghĩa là bạn bị bì bấp bởi Baron, bạn bị giảm giáp, bạn bị giảm kháng phép, thì cái lượng sát thương ở bên phía bên kia gây ra là vô cùng nhiều. Và đó là một con Baron trừ 2.500 tiền cho bên phía Ultra Prime. Nó sẽ khiến trận đấu này nó trở nên gay cấn hơn rất nhiều khi cả hai đội đều có những công cụ để kết thúc ván đấu và đều có những pha ném một cách không thương tiếc. Với Ultra Prime thì họ có lý do đang Baron rất là nhanh, tại vì họ thấy rằng con Adia vừa về nhà thì cái tốc độ di chuyển từ nhà ra khu vực hang Baron đến từ con Adia nó không kịp so với tốc độ ăn Baron của con Kai'Sa 4 trang bị ở tình huống vừa rồi. Nhưng ví dụ như con Nocturne, bạn có thể sẵn sàng bỏ một vài phát ánh thường vào những con mắt như tình huống vừa rồi, nó sẽ dễ dàng cho anh phía của Ultra Prime. Tại vì bạn ăn Baron trên hai con mắt kiểm soát của đối phương, nhưng mà hai con mắt kiểm soát chỉ là một phần mà thôi. Hai cái dịch chuyển của đối phương bước vào giữa đội hình của bạn và cái vòng tròn xương lam rất là vô cùng tuyệt vời để có thể ngăn cách cái lượng sát thương từ Kai'Sa nữa. Thì có vẻ như một cái sai lầm khá là lớn đến từ phía của Ultra Prime đã khiến cho họ phải mất đường trên. Nhưng như nói thì bây giờ một đường đối mặt với là con Norton có dịch chuyển ở thêm cả đồng hoang tử thì cũng không phải là vấn đề quá lớn. Thậm chí là nếu như lính vào gần tới nhà thì Kai'Sa dọn lính rất là nhanh với cái nội tại điện tích của Kai'Sa. Bây giờ thì chỉ là cái thế mà đang bị đẩy vào đến từ việc lính đường trên mất đi một người phòng ngự. Bên phía của Ultra Prime sẽ hơi khó lòng cho cái việc là họ muốn thiết lập những pha đánh nhau, tại vì bạn phải có được cái đợt lính đẩy lên kìa, bạn tránh được cái việc là Ezreal tấn công bạn trước thì mới dễ đánh nhau. Chứ để lính đối phương đẩy vào như thế này á, con Ezreal có liên tục bóc từ phía ngoài á, sẽ rất là khó lòng cho phía của Ultra Prime đánh được. Mà đồ của Ezreal là đau đấy nhá. Mặc dù cái team băng kia là nó là một trang bị phòng thủ, nhưng team băng có gia tăng năng lượng, nên là nó gia tăng luôn cái sát thương đến như thần kiếm Muramana mang lại khi mà Ezreal sử dụng kỹ năng, cũng như là khi mà anh ta đánh thường vào người của tướng địch. Đấy cũng là một cái lượng đồ rất đáng kể. Zhang Wuji trong trận thi đấu này thực ra có mỗi cái pha mà anh ta sai lầm hàng rồng thôi, còn sau đó anh ta thi đấu rất chuẩn bài. Và quan trọng là kể cả cái pha hàng rồng đấy, anh ta cũng có một điểm shutdown vào SLG. Khi mà SLG đã có một triple kill trước đó thì Ezreal shutdown anh ta luôn, và có một lượng tiền cực kỳ lớn. Nó để cho Ezreal có một cái trang bị khủng khiếp. Cho đến thời điểm hiện tại các bạn có thể nhìn thấy là anh ta đã gần full đồ rồi. Cái đồng hồ ngưng động kia anh ta sẽ để lại, sau khi mà anh ta bấm hỏng anh ta sẽ sử dụng nó để lên cho mình là cái giáp hồi sinh. Có thể là như vậy. Đó. SLG full đồ rồi. Khi mà con Kai'Sa full đồ như thế này thì 100% chí mạng với cái sát thương chí mạng được gia tăng ở tình huống cực kiếm nữa. Vâng. Thái Dương Hạ San làm chậm mà thôi, nhưng Gwen đã băng lên. Hoang tưởng được bật ra lao vào ai mới là vấn đề. Đối phương khỏe quá không biết lao vào ai cả, đến từ Erma và Ultra Prime bắt buộc phải về. Họ đã không có chữ cuối nữa, sẽ chỉ luôn khi băng ra. Và đó là một pha mở rất đẹp đến từ Real. SLG đang lao và được bắn, anh ta đang bắn vào cá sấu nhưng có hủy diệt đấu trường để câu giờ. SLG vẫn đang được bắn, nhưng bên này thì Trương Vũ Kỵ cũng đang bắn kinh không kém luôn. Và càn khôn đại Nazi có vẻ là mạnh hơn rồi. Đó là Trương Vũ Kỵ với những tình huống quen dọn đối phương. Double kill cho cá sấu và chiến thắng ngay ở bên phía của Rogue Warrior. Con Quen vẫn là con tướng lõi vào thời điểm hiện tại. Thật sự mà nói, cái pha vừa rồi con Quen nó chặn được rất nhiều sát thương. Và khi mà còn khoảng chừng hơn nửa lượng máu của con Kai'Sa, bạn thấy rằng khi mà Quen tiếp cận với xe chỉ luồng kim khiến cho Kai'Sa gần như là tụt máu không phanh. Một pha tranh mà con Kai'Sa full đồ bắn được rất là nhiều, nhưng không bắn được ở dàn tuyến sau. Tại vì khi mà anh ta bị chặn bởi cái vòng tròn xương lam, và thêm cả cái lượng sát thương đầu ra đến từ con Quen là quá nhiều. Thắng lợi mang lại cho Rock Warrior cũng là điều hợp lý mà thôi, khi mà họ có cái thế triển khai ở đoạn giữa ván đấu rất là tuyệt vời.
thực ra tôi phải đánh giá cao quân bài cá sấu của Fox cũng như là Wen của A917. Fox đã có một tình huống anh ta khép góc hoàn toàn cái xa pha thi đấu vừa rồi và bắt buộc cho GS phải sử dụng hủy diệt đấu trường vào người anh ta. Và khi mà anh ta được hủy diệt đấu trường ngược trở lại đội hình của mình ấy, thì anh ta lại cố gắng di chuyển về phía đồng đội và sau đó hồi phục lại để cho cái xa của SLG không thể nào được bắn được. Và khi mà Trương Vô Kỵ tìm được đến Kai'Sa ấy thì không có cái cửa nào cho bên phía của Ultra. Dàn tăng của Ultra Prime quá yếu so với dàn chống chịu của bên phía Rogue Warrior. Và đó là tất cả những gì đã diễn ra trong ván đấu đầu tiên của ngày thi đấu hôm nay. Chúng tôi sẽ trở lại sau một vài phút nữa với ván đấu thứ hai của cặp đấu đầu tiên này.